Hiện tại đã 2 tháng kể từ khi thực hiện đợt giải cứu thịt lợn đầu tiên cho đến nay tình hình giá thịt lợn vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng, giá tăng giảm thất thường, giá trung bình khá thấp. Thêm vào đó thời tiết nắng nóng trong tháng 6 và 7 sẽ càng khiến cho người chăn nuôi lợn khó khăn hơn. Dự báo của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong mùa cao điểm nắng nóng từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 10 năm 2017, thị trường tiêu thụ thịt heo sẽ càng chững lại do người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang tiêu thụ rau quả tươi hơn các loại thịt. Theo khảo sát tại các vùng tập trung nuôi heo tại khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi hiện tại vẫn rất thấp ở mức từ 23.000 đến 25.000 đồng 1 kg đối với heo hơi loại 1. Tại khu vực miền Bắc, giá thịt heo cũng không lạc quan hơn, tuần trước giá thịt heo có dấu hiệu giảm xuống còn khoảng từ 22.000 đến 23.000 đồng một kg. Với mức giá trung bình như trên, người nuôi heo đang phải chịu lỗ trung bình từ 1 tới 1,8 triệu đồng một tạ heo hơi. Với tình trạng giá thịt heo diễn biến thất thường như hiện nay, nhiều trang trại nuôi heo đang trong tình trạng khốn đốn. Nhiều nơi các hộ phải bỏ trống chuồng nuôi, chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ nuôi từ 20 đến 40 con nái. Mặc dù nhiều đơn vị và cơ quan đã triển khai chương trình giải cứu thịt heo cho nông dân, nhưng số lượng này là chưa đủ. Vì thế, điều cần thiết là các cơ quan chức năng nên đưa ra những biện pháp xúc tiến thương mại, mở cửa xuất khẩu để người nuôi heo nhanh chóng vượt qua tình trạng này.